Ông Khánh ơi, ông Khánh ăn ăn no chưa? No rồi thì đi ra. Để dành cho hai con trâu đó nó ăn với. Đi đi ra. Vĩnh Kỳ đâu, giơ tay lên coi. Rồi. Rồi, anh xuống đó cho em. Xuống đây hả? Wow. Vô trong ngồi đi, nắng đó. Này cái hàng lúa nè, nhưng mà tiếc là nó chưa có trổ bông nha. It's so big! Ah!